Về với Trà Vinh, chúng tôi tìm đến căn nhà của cậu học trò nhỏ Kim Dũng Tiến, nằm trên đường Lê Văn Tám tại ngã tư Sampua. Những cơn mưa bất chợt đầu thu qua nhanh, nhưng lại ánh nắng mặt trời chói chang. Thời tiết vẫn thất thường thế, như cuộc sống của con người, lúc chìm, lúc nổi. Trà Vinh là một tỉnh nghèo có đông con em dân tộc Khmer với trăm bề thiếu thốn, nhưng ý chí và nghị lực của con người thì không phai mờ như cậu tân sinh viên của trường Đại học Tài chính Marketing Kim Dũng Tiến. Gặp em giữa căn nhà trống vắng với ánh mắt đượm buồn, hẫn thờ nhưng vẫn cố vui. Chúng tôi được nghe mẹ em kể rằng cả tối em chẳng ăn gì, đến sáng và trưa nay vẫn vậy. Chỉ im lặng nằm khóc mà chúng tôi thương quá. Vừa mới tối qua thôi, em đón nhận cho mình một tin như sét đánh ở ngưỡng cửa cuộc đời. Mình không phải là con trai ruột của ba mẹ. Ba mẹ em ly dị nhau từ khi em còn nhỏ, rồi bỏ đi xa đến giờ vẫn chưa liên lạc lại. Mẹ nuôi em thấy thương và nhận em làm con kể từ ngày ấy. Ngày trước, gia đình Tiến còn ruộng vườn, ba mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, gắn bó với nghề trồng lúa. Rồi năm em lên lớp 6, ba mẹ bị bệnh phổi do lao lực nhiều, kinh tế gia đình cũng từ đó mà sa sút hẳn. Nhà phải bán bớt ruộng để có tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống mưu sinh ngày càng khó khăn khi tuổi già sức yếu lại đến. Giờ ba mẹ em chẳng làm được gì nhiều, chỉ còn biết sống nhờ vào hai người con. Mẹ Tiến phụ giúp cho người chị bán quán cà phê ở ngã tư, còn ba em thì phụ anh trai rửa xe ngay trước sân nhà. Đi làm thuê cũng vậy, thôi thì phụ con cháu mình vẫn hơn. Nhiều lúc mẹ em sợ em lo lắng nhiều mà phân tâm, sao lãng việc học nên chẳng bao giờ kể cho em nghe hoàn cảnh của gia đình mình khó khăn đến như thế nào. Bao lo toan mẹ nuốt vào trong, chạy vậy từng đồng lo cho em ăn học, chỉ mong sao mai này em có được một nghề trong tay, tự nuôi sống bản thân mình. Đáp lại tấm chân tình và những khó nhọc của ba mẹ là thành tích học tập xuất sắc của Tiến. 12 năm liền là học sinh giỏi, tích cực tham gia các công tác đoàn hội, là đại diện duy nhất toàn trường dự thi và vinh dự nhận được giải ba cấp tỉnh bộ môn ngữ văn. Mẹ em nhớ mãi những lần đưa em đi thi học sinh giỏi, rồi nghẹn ngào nhìn con nhận giải trong niềm tự hào, xúc động không nói nên lời. Thế nhưng, con đường học không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm em thi vào cấp 3, với sức học khá, em đậu vào trường chuyên của tỉnh. Nhưng rồi gia đình không đủ sức chi trả tiền học phí, em đành từ bỏ cơ hội được đào tạo trong một môi trường học tốt, chọn cho mình ngôi trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Trà Vinh. Bởi theo học ở trường, em được miễn giảm toàn bộ học phí, kèm theo sách giáo khoa đều được trường cho mượn và không phải tốn tiền mua đồng phục. Số tiền dành dụm được, em tranh thủ học thêm các môn cần thiết. Mỗi ngày, Tiến đều đẹp xe đạp 30 phút để đến trường, bắt đầu một ngày học từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Em chỉ có thể tự học khi màn đêm đã khép lại. Thời gian ít ỏi là thế, nên nhiều khi nó là một áp lực vô hình đối với em. Có những lúc Tiến lo, sợ không thi đậu đại học vì nghĩ mình không đủ sức. Giá như ngày trước mình thi học trường chuyên thì biết đâu bây giờ đã khác. Câu nói ấy vẫn luôn ám ảnh em hàng ngày. Nhưng nhờ sự tin tưởng, ủng hộ của thầy cô và bè bạn, Tiến tìm được niềm tin và cố gắng hơn trong học tập. 3 năm học trôi qua thật nhanh trong lời giảng của thầy cô, trong tình cảm của bạn bè gắn bó. Chính ngôi trường ấy đã cho em bao ước mơ và là nền tảng vững chắc để bước tiếp vào tương lai. Từng lời giảng của thầy không chỉ là nền tảng kiến thức mà còn chấp cánh cho em bước vào cuộc sống. Đúng như câu nói, tương lai thuộc về người tin và vẻ đẹp trong ước mơ của mình. Với suy nghĩ bản thân mình vốn ốm yếu, sức khỏe không có, không thể làm lao động chân tay, thì chỉ còn biết chọn con đường học để tìm thấy cơ hội đổi đời. 12 năm qua, cậu học trò nhỏ ấy luôn cố gắng học tập thật tốt, dù với em nhiều lúc phía trước chỉ như một màn đêm đen kịch. Có những lúc bản thân như lạc lối khi em chọn theo học ban nâng cao là ban tự nhiên, nhưng thiên hướng của bản thân lại là ban xã hội. Cảm giác chán nản, mệt mỏi lại ùa về. Em lo sợ nhiều thứ, sợ mình không đủ sức thi đậu đại học. Trong một năm ấy, em biết phải làm gì? Chạm tay vào cánh cửa đại học, em phải có những lựa chọn sáng suốt cho riêng mình. Em chọn trường Đại học Tài chính Marketing vì em thích lĩnh vực kinh doanh. Và trong suy nghĩ của em, mình muốn đi lên từ hai bàn tay trắng thì không có con đường nào khác ngoài con đường kinh doanh. Chúng tôi thật bất ngờ khi biết lý do em chọn ngành ngôn ngữ Anh. Vì em vẫn chưa giỏi môn đó nên muốn có cơ hội trau dồi thêm. Có lẽ không lúc nào hơn câu nói của Lenin, học, học nữa, học mãi lại đúng như lúc này. Rồi niềm vui cũng đến, ngày mà em nhận được tin mình đậu đại học,
em đã đạp xe đến trường trong niềm hân hoan khôn tả. Cầm tấm giấy báo nhập học trên tay, cả mẹ và em đều nghẹn ngào không nói nên lời khi biết bao nỗi lo toan như được gỡ bỏ, con đường học vấn lại tiếp tục mở rộng. Rồi đây, cuộc đời của em sẽ bước sang trang mới, tươi sáng và chan chứa hy vọng. Tại đây mình cũng có động viên với em là em con cứ rắn. Mà em nói trời ơi con đậu rồi con học ra con cũng chưa biết con làm cái gì mà để con mà phụ giúp với má. Đôi lúc con thấy má buồn, không buồn nè. Tôi nghĩ tâm tâm với hai mẹ con rồi tâm sự rồi bữa ngồi khóc hai mẹ con. Khoác trên mình chiếc áo mới, cuộc sống của một tân sinh viên đang mở ra trước mắt em, đầy tự hào nhưng cũng lắm nỗi lo âu. Tiền học phí 6,8 triệu một năm quả là con số quá lớn khi ba mẹ giờ chẳng thể lao động để kiếm lấy đồng tiền nuôi em ăn học. Các anh chị mỗi người một cuộc sống riêng với những gánh nặng phải lo toan, cũng chỉ có thể phụ giúp em về mặt tinh thần. Cuộc sống xa gia đình nơi đất khách quê người với bao điều lạ lẫm phải thích nghi, em tự nhủ rồi mình sẽ cố gắng hơn nữa, vừa học vừa làm thêm để đỡ phần nào gánh nặng cho cha mẹ. Nhận được sự hỗ trợ từ nhà trường là nơi ở trong ký túc xá, em mong mình sớm có tiền trang trải việc học để 4 năm đèn sách được ổn định và tròn vẹn hơn. Ước mơ của em sau này là trở thành một nhà kinh doanh giỏi để kiếm thật nhiều tiền. Báo hiếu là cho cha mẹ. Em cũng mong sao là cho cha mẹ sống lâu trăm tuổi, để đợi tới ngày mà em thành đạt. Em về đâu, đường đời muôn vạn lối, không lối nào em được chọn cho mình. Đời rất vui mà cũng rất vô tình, bao khốn khó phụ trùng lên số phận.